Chào các bạn, hãy cùng với kênh Nga Kể Chuyện ngày hôm nay đi đến với câu chuyện truyền cảm hứng có tựa đề Chướng ngại trên đường của ta. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua đặt một tảng đá lớn trên đường đi, sau đó ông núp vào một chỗ và quan sát xem có ai rời tảng đá đó đi hay không. Có một vài thương gia giàu có và cận thần của nhà vua đi ngang qua và họ chỉ đơn giản là đi vòng qua tảng đá đó. Nhiều người công khai chỉ trích nhà vua vì không giữ cho đường xá thông thoáng nhưng không ai trong số họ có bất kỳ hành động gì để rơi tàng đá đi cả. Sau đó, có một nông dân phát rất nhiều rau cải đi tới. Khi gặp phải tàng đá, người nông dân đó mới đặt cánh rau cải xuống và thử đẩy tàng đá đó ra khỏi đường đi. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng anh ấy cũng thành công. Sau đó, người nông dân quay lại định nhắc số rau cải lên lại thì anh ấy để ý thấy có một túi tiền nằm trên đường ngay vị trí của tàng đá khi nãy. Trong túi tiền có rất nhiều đồng tiền vàng và một tờ giấy từ đức vua giải thích rằng số vàng này dành tặng cho người nào có công rời tặng đá khỏi đường đi. Tinh thần của câu chuyện, mỗi một chướng ngại chúng ta gặp phải trong đời đều mang tới cơ hội để chúng ta cải thiện hoàn cảnh của bản thân. Trong khi những người lưới biếng sẽ than viền, những người khác lại sáng tạo ra cơ hội bằng những trái tim quả cảm, sự độ lượng và tinh thần sẵn sàng hoàn thành mọi thứ.